tìm được Nguyễn Văn Nghị giả, tránh án Nguyễn Hòa Bình cùng 16 vị thẩm phán tái mặt. Tin mới xã hội xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý khán thính giả, Nguyễn Văn Nghị lại một lần nữa khiến cho dư luận phải trao đảo vì những ma trận tin tức về cái tên này. Sau khi dân Việt thông tin về việc tìm ra tung tích của Nguyễn Văn Nghị, cai lệ, tiền giang, người được cho là nghi phạm trong vụ án Hồ Di Hải, thì ngay sau đó công an tỉnh Long An lại khẳng định không có Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị ở Long An. Vụ án Hồ Chí Hải, vì sao 12 năm gọi tên Nguyễn Văn Nghị, bây giờ lại là Nguyễn Hữu Nghị? Đến lúc này dư luận mới đặt câu hỏi, vậy trong 12 năm qua, hầu hết cơ quan pháp luật và công luận chỉ gọi tên Nguyễn Văn Nghị, trong hàng trăm hồ sơ tài liệu có cả các đơn từ, bài báo có liên quan tới vụ án. Nhưng công an tỉnh Long An không có ý kiến gì. Mãi đến bây giờ, công an Long An mới lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của người có tên là Nguyễn Văn Nghị ở Tiền Giang liên quan đến vụ án. Thay vào đó là cái tên Nguyễn Hữu Nghị ở Long An. Vậy suốt 12 năm qua, Nguyễn Văn Nghị bị nêu tên, có lúc trở thành nghi can số 1 trong vụ kỳ án Hồ Di Hải, thực chất là ai? Hồ sơ của viện, tòa đều ghi rõ là Nguyễn Văn Nghị. Thật vậy, sau khi thông tin từ công an Long An quá bất ngờ, phóng viên lục lại tham khảo, xác minh trên hàng trăm tài liệu và văn bản và các bài báo có liên quan tới vụ án Hồ Chí Hải. Và một điều phải thừa nhận tất cả các hồ sơ tài liệu đó chỉ có duy nhất cái tên Nguyễn Văn Nghị xuất hiện. Không những vậy, trao đổi với phóng viên bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1963, mẹ của Hồ Chí Hải nói, cái tên Nguyễn Văn Nghị đã được nhắc tới như là một nghi can số một trong vụ án ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm kịch. Lúc đó, báo chí của ngành công an đã viết nhiều bài nêu ra lập luận Nguyễn Văn Nghị là nghi can. Rồi sau đó trải qua các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc đi nhắc lại tại các phiên tòa, chất vấn tại phiên tòa khi đề cập tới phần nhân chứng vụ án. Tài bản ghi lời khai của nhân chứng Cao Hoàng Tuấn Anh vào ngày 14 tháng 3 năm 2008 cũng thể hiện Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân. Nguyễn Thị Ánh Hồng, bà Loan cũng cho biết thêm, vào ngày 14 tháng 6 năm 2016, cơ quan Công an điều tra tỉnh Long An từng thông báo gửi cho bà và gia đình phủ nhận việc có nghi can tên là Nguyễn Văn Nghị. Cụ thể văn bản viết, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Nghị, bạn trai của nhân, nạn nhân là Ánh Hồng, nhân viên bưu cục cò voi và thẩm tra xác minh. Qua tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra có đủ cơ sở minh chứng Nguyễn Hữu Nghị là ngoại phạm, không liên quan gì đến vụ án. Theo thông tin đó thì bà Loan đã không chấp nhận thông tin vô lý này, vì trong khi mà suốt 8 năm liền, tính từ năm 2008, thời điểm xảy ra vụ án đến năm 2016, chỉ có một cái tên duy nhất là Nguyễn Văn Nghị gắn liền với vụ án trên các hồ sơ tài liệu công bố cho công chúng. Bà Loan kể lại Lúc đó, không làm chủ được bức xúc, tôi đã vò nhau tờ giấy thông báo định vứt đi và phân tích một chút về cái bản tuyên bố của công an tỉnh Long An. Phủ nhận không có cái tên Nguyễn Văn Nghị, còn đã từng làm việc với tên là Nguyễn Hữu Nghị, bạn gái của nạn nhân tên là Ánh Hồng. Vậy chúng tôi xin đặt ra một số câu hỏi như là trong tất cả các hồ sơ từ năm 2008 đến năm 2016, vậy cái tên Nguyễn Văn Nghị đó là ai? mà tại sao 8 năm sau lại được đổi tên thành Nguyễn Hữu Nghị. Một chi tiết nữa chúng tôi mới cập nhật được đó là Nguyễn Hữu Nghị, người này năm 2016 là đã có làm việc với công an cảnh sát điều tra. Nhưng mới đây nhất, phóng viên của báo sạch trên là Trương Châu Hữu Danh đã có cuộc điện thoại hơn 2 phút trò chuyện trực tiếp với Nguyễn Hữu Nghị. Thì Nguyễn Hữu Nghị đã khai rằng em chưa bao giờ làm việc với công an cảnh sát điều tra và em cũng không liên quan gì đến vụ án này anh ạ à. chúng tôi xin trích một đoạn của cuộc trò chuyện giữa trượng nhà báo phóng viên trương châu hữu danh đang làm việc cho báo sạch với nguyễn hữu nghị vậy tại sao trong bảng cáo là công an cảnh sát điều tra tỉnh long an đã nói là đã triệu tập và làm việc với nguyễn hữu nghị nhưng tại sao trên thực tế thì nguyễn hữu nghị lại khai rằng chưa từng làm việc với công an điều tra và sau một thời gian dài tiếp nhận thông tin đơn kêu oan của mẹ từ tù Hồ Chí Hải. Đồng thời qua nhiều năm giám sát tố tụng theo dõi vụ án hồ sơ, thì ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15 quy đề Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao V7. Trang 9 của quyết định số 15 đã ghi rất rõ, ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được là của ai, thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My so, không được điều tra làm rõ. Tại phiên tòa giám đốc thẩm vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2020, cái tên Nguyễn Văn Nghị tiếp tục được nhắc đến. Khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao chất vấn cơ quan điều tra về dấu vân tay tại hiện trường là của ai? Tài liệu này cho biết đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My so. Trong hồ sơ chỉ có lời khai của Nguyễn My So với tư cách là nhân chứng chứ không có lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Đó là một trong những câu hỏi. Trả lời vấn đề này, điều tra viên cho biết Nghị và So có mối quan hệ với chị Hát là nạn nhân. Là những đối tượng tình nghi đầu tiên, So khai một số tình tiết có giá trị, Nghị thì không có. Thậm chí là tại trang 19 quyết định số 05-2020, hồ sơ giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc tới như sau. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác minh nhiều đối tượng nghi vấn trong đó có Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My Sò. Nhưng đã làm rõ những đối tượng này không liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án mà được lưu ở hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan công an. Chưa hết, tại trang 21, quyết định số 05 nói trên. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nhắc cái tên Nguyễn Văn Nghị. Qua lời khai của các anh Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mì Sơn, Nguyễn Văn Nghị và lời khai của Hồ Duy Hải. 4 bản cung, 23 bản tường trình, bản tự khai, vân vân. Hơn 12 năm, từ Nguyễn Văn Nghị nay lại thành Nguyễn Hữu Nghị. Thật bất ngờ, ngay sau khi đất Việt đăng bài viết xung quanh chuyện đi tìm tung tích của Nguyễn Văn Nghị ở xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi được cho là địa chỉ thường trú của Nguyễn Văn Nghị suốt 12 năm qua. Chiều ngày 15 tháng 5, Đại tá Phạm Thành Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao đổi với báo chí rằng người từng liên quan đến vụ án trên tên thật là Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1984, cư ngụ ở ấp Hoài Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tâm An, tỉnh Long An hoàn toàn không phải là Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1979, trú tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Theo đại tá Tâm, Nguyễn Hữu Nghị từng bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai, nhưng Nguyễn Văn Nghị đã chứng minh được ngoại phạm không liên quan đến quá trình điều tra, không đưa vào hồ sơ vụ án. Lại một lần nữa thì đại tá Tâm xác định là Nguyễn Hữu Nghị đã từng làm việc với cơ quan công an điều tra. Nhưng khi phỏng vấn với báo sạch thì Nguyễn Hữu Nghị lại khai rằng Tôi chưa bao giờ từng làm việc với cơ quan điều tra và tôi cũng không liên quan gì đến vụ án. Vậy chẳng lẽ lại là có hai tên Nguyễn Hữu Nghị nữa hay sao? Và năm sinh của Nguyễn Hữu Nghị và năm sinh của Nguyễn Văn Nghị cũng khác nhau. Một người là Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1984, trong khi Nguyễn Văn Nghị là sinh năm 1979. Và cái tên Nguyễn Văn Nghị mới chính là cái tên nằm trong bản cáo trạng và hồ sơ của vụ án Hồ Duy Hải. Đại tá Tâm cũng khẳng định hồ sơ của Nghị, vẫn được lưu trữ tại cơ quan công an điều tra tỉnh Long An từ đó đến nay chứ không phải là thuộc biên diện hồ sơ bảo mật của Bộ Công an như dư luận đã đồn đoán. Hiện Nguyễn Hữu Nghị vẫn đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Thật kỳ lạ, tên, tuổi, địa chỉ thường trú của cá nhân trong một vụ án phức tạp kéo dài hơn 12 năm bất ngờ thay đổi nhanh đến như vậy. Là một trong những câu hỏi rất lớn được đặt ra. Nếu như lời khẳng định của lãnh đạo công an tỉnh Long An là chính xác, vậy thì hơn 12 năm qua, không chỉ dư luận, báo chí, cơ quan pháp luật cho đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cả hội đồng thẩm phán gồm 17 thành viên của Tòa án Nhân dân tối cao đã bị nhầm lẫn khi nhất nhất tin rằng chỉ có nhân chứng là Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ của vụ án Hồ Duy Hải. Và nếu đúng là như vậy, tại sao suốt 12 năm qua hoặc là ít nhất từ năm 2016, thời điểm công an tỉnh Long An có văn bản chính thức trả lời bà Loan là khi phủ nhận không có cái tên Nguyễn Văn Nghị trong vụ án của con bà. Công an tỉnh Long An không lên tiếng yêu cầu các cơ quan tố tụng, các cấp đính chính lại các sai sót này trong văn bản hồ sơ giấy tờ của vụ án. Để rồi cái tên Nguyễn Văn Nghị cứ thế được lặp đi lặp lại qua các cấp tòa tới tận đến phiên tòa giám đốc thẩm như một tình tiết quan trọng của vụ án một cách rất hiển nhiên. Và tại sao trong quá trình điều tra hồ sơ vụ án đã có và có rất nhiều những chi ti tiết sai phạm uẩn khúc như vậy? Mà tại sao tại phiên ván giám đốc thẩm tòa án nhân dân tối cao đứng đầu là ông Nguyễn Hòa Bình và 17 vị thẩm phán cùng chung tay đồng ý tử tù, tù Hồ Chí Hải? Một vụ án chưa được làm rõ mà tại sao lại đi kết tội một người mà họ cũng chưa biết rằng tại sao mình lại dính dáng đến vụ án này. Họ đã kêu oan ở những lần xét xử vụ án như ở phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và thậm chí là phiên tòa mới đây nhất là giám đốc thẩm. Chúng tôi không dám khẳng định rằng Hồ Dĩ Hải không phải là hung thủ hay Hồ Dĩ Hải là hung thủ. Nhưng cái chúng tôi và người dân cần ở đây đó là công lý cần phải được thực thi. Không thể bẻ cong pháp luật và phải rõ ràng minh bạch để tránh trường hợp giết oan một người và để cho tội phạm lờn lơ ngoài vòng pháp luật. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của tin mới xã hội tin mới xã hội xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất chính xác nhất và nhanh nhất để gửi đến quý khán thính giả trong các bản tin kế tiếp của chúng tôi chúng tôi xin chân thành cảm ơn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại